3 điều cần làm sau khi sinh em bé. Theo các bạn, sau khi sinh em bé, đâu là những việc làm đầu tiên? Hi, xin chào các bạn, chúng ta lại đến với nhau nữa rồi. Hôm nay chia sẻ chủ đề về những việc làm cần thiết sau khi sinh em bé. Mình xin liệt kê khoảng 3 việc làm đầu tiên mà theo mình sau khi sinh em bé, các bạn, các mẹ, các chị hãy làm ngay nhé. Việc đầu tiên đối với mình sau khi sinh em bé là phải giảm cân. Bởi vì trong suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày thì các bạn, các chị, các mẹ đã phải nạp vào cơ thể của mình rất nhiều lượng thức ăn, rất nhiều lượng dinh dưỡng để có thể bổ sung dưỡng chất cho bào thai trong bụng. Cho nên chính vì vậy, sau khi sinh em bé, việc làm đầu tiên là phải giảm cân để trở về cái vóc dáng thon gọn, nhẹ nhàng như trước đây, như thời con gái, như thời thanh xuân. Yes! Trước đây khi mang bầu bé thứ hai, mình cũng đi massage dành cho bà bầu ở các trung tâm thẩm mỹ. Thì mình nghe được rất nhiều lời tư vấn là sau khi sinh em bé, sau khi ở cữ, có thể tham gia vào cái liệu trình massage cơ bụng để có thể giảm mỡ vùng eo khoảng chừng 13-15cm. Cho nên trong phần chia sẻ trong video này, việc làm đầu tiên mà mình nghĩ đến đó chính là giảm cân. Việc làm thứ hai sau khi sinh em bé mà mình định hướng sẽ làm đó chính là mình sẽ phải bổ sung dinh dưỡng như thế nào để có thể có được một nguồn sữa mẹ vừa dồi dào vừa mát để có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Một số cái thực phẩm có thể giúp cho bà mẹ sau khi sinh có được một nguồn sữa dồi dào đó chính là ăn đu đủ nè, ăn giò heo, móng heo. Và cái việc làm thứ ba theo mình sau khi sinh các mẹ cần phải làm ngay đó chính là tìm hiểu các kiến thức để có thể chăm sóc trẻ sơ sinh một cách tốt nhất. Từ việc cho bé ăn như thế nào, từ việc tắm cho bé, từ việc ngủ của bé, vân vân. Bởi vì cha mẹ chính là phụ mẫu thân sinh và trẻ em là một đối tượng đặc biệt cần phải quan tâm chăm sóc. Chính vì vậy, sau khi sinh em bé mình cần phải tìm hiểu những nguồn kiến thức phù hợp để có thể chăm sóc em bé một cách tốt nhất. Vậy thì theo các bạn, các mẹ, các chị em, theo các chị thì sau khi sinh em bé các chị cần làm việc gì đầu tiên? Hãy comment vào bên dưới để mình có thể tổng hợp các ý kiến của các chị em và mình sẽ ra một video mới vào phần tiếp theo để có thể ghi nhận những cái đóng góp và làm thành một video để cho các chị em, những ai đang trong quá trình chuẩn bị sinh em bé hoặc sau khi sinh em bé có thể có thêm những kiến thức phù hợp cho bản thân mình. Yeah! Nhé các chị em, và nhớ là follow kênh của mình để sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau trong nhiều chuyên đề khác nữa. Xin chào! Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.